Bà con và các bạn thân mến, học tập và theo gương Bác Hồ, tận tâm với công việc, nói đi đôi với làm, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đã và đang tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, xây dựng làng bản ngày càng no ấm, văn minh. Trong chương trình ngày hôm nay, mời bà con và các bạn gặp gỡ tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, già làng Ca Tạo, thôn 4, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Cùng với cả nước sôi nổi hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, già làng Ca Tạo, thôn 4, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm âm thầm học và làm theo Bác bằng cách của mình. Với triết lý mình là nông dân, nếu không cần cù, không tiết kiệm thì sẽ rất khó để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Già đã vận dụng ngay vào thực tiễn để rèn luyện các đức tính quý báu ấy cho bản thân, cho gia đình, con cháu, nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi hiện tại có rất nhiều người bỏ quên nghề truyền thống, thì già làng Ca Tạo vẫn miệt mài, cố công gìn giữ chúng như một báu vật. Lúc rảnh rỗi, già Ca Tạo dành thời gian cho việc đan cái gùi, cái rổ để sử dụng trong gia đình, nhiều khi bán cho bà con trong thôn buôn. Về vấn đề đan nát là xưa nay cũng là như vậy, thì cũng là theo ông bà là làm rồi, cứ là cứ ngày nào là khi lúa chín là như vậy, người nào cũng phải vác cái gùi, đeo gùi thôi. Với già làng Ca Tạo, ngoài nghề truyền thống đan lát thì tiếng cồng chiêng cũng là nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Nhiều năm phụ trách công tác quản lý đội cồng chiêng ở thôn 4, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, già làng Ca Tạo luôn giữ cho mình niềm đam mê, tình yêu trong việc truyền dạy tiếng cồng chiêng cho con cháu. Già làng Ca Tạo cũng thường xuyên tụ tập các già làng trong thôn buôn để làm tốt hơn nữa việc giữ gìn và phát huy văn hóa cồng chiêng trong thời buổi hiện đại hóa, hội nhập kinh tế. Trước đây thì là ông Tạo này cũng làm công tác mặt trận, rồi kèm theo đó là ông làm kinh tế cũng giỏi, rồi là ông là bởi vì gương mẫu trong dòng tộc, trong làng xóm. Thì hiện giờ nhà ông á, thì một đứa con cũng đang làm việc ở bên cơ quan huyện. Bây giờ mấy con cái ông đây cũng là làm ăn cũng đỡ. Học và làm theo Bác, già làng Ca Tạo luôn nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình. Với diện tích hơn 1 hecta cà phê, già Ca Tạo không ngừng học tập từ những hộ người Kinh trên địa bàn, tham gia nhiều lớp tập huấn để phát triển năng suất cây cà phê. Già làng Ca Tạo tâm niệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm suốt đời và làm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Với buôn làng, già làng Ca Tạo đã trở thành tấm gương tiêu biểu, xứng đáng để những người con trong buôn học tập và noi theo.